cùng học lời Chúa với nhau. Xin kính mời hội thánh đồng đứng lên, chúng ta lắng nghe và tiếp nhận lời của Chúa ở trong sách tiên tri sai đoạn 46 từ câu 9 cho đến câu số 13. Đây là lời của Đức Chúa Trời phán. Hãy nhớ lại những sự ngày xưa vì ta là Đức Chúa Trời và chẳng có Chúa nào khác. Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên ta phán rằng mưu của ta sẽ lập và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý ta gọi chim ó đến từ phương đông và gọi người làm mưu ta đến từ xứ xa điều ta đã rao ra ta sẽ làm hoàn thành điều ta đã định ta cũng sẽ làm hỡi những người cứng lòng xa cách sự công bình hãy nghe ta phán Ta làm cho sự công bình ta đến gần, nó chẳng xa chi và sự cứu rỗi của ta sẽ chẳng chậm trễ. Ta sẽ đặt sự cứu rỗi trong Siôn cho Israel là sự vinh hiển ta. Chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng đầu tiên và cũng là đấng sau cùng. Ngài là Alpha và Omega. Là đấng đã thiết lập tất cả mọi mưu định của Ngài, kế hoạch của Ngài. Và tuần tự nhi tiếng Ngài là đấng Chúa ôi không những khởi sự làm công việc của Chúa mà Ngài cứ hành động theo như từng ý định, từng thời điểm, trong từng ý chỉ của Chúa cho đến khi Ngài hoàn thành mục đích tối hậu. Và trong chương trình của Đức Chúa Trời có chúng con. Vì Chúa ôi Ngài đã không chỉ dựng nên loài người chúng con theo hình ảnh vinh hiển của Ngài. Nhưng khi con người chúng con xa ngã đến mất sự vinh hiển đó thì chúa là đấng đã thiết lập để có thể cứu chuộc nhằm ngài sẽ ôi chúa lại tái lập thực hiện mục đích tối hậu của ngài trên chúng con để khiến chúng con trở nên tuyển dân của chính mình chúa cho nên chúng con xin chính ngài giúp cho chúng con qua lời của chúa trong giờ này chúng con có thể được nhìn biết đức chúa trời của chúng con trong mọi sự và chúng con biết tin cậy nơi ngài để trao thác đời sống của chúng con trong một đời sống vân phục Chúa để chúng con có thể trải nghiệm được từng ý chỉ tốt lành đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời trong mọi sự và để chúng con có thể thấy được Chúa ơi viễn đích của Đức Chúa Trời định cho đời sống của chúng con trong vinh hiển. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con xin dân thì giờ học lời của Chúa trong sự dạy dỗ của Thánh Linh là thần của lẽ thật. Chúng con cầu nguyện với danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời hội thánh đồng an toàn. Đề mục cho bài học kinh thánh của chúng ta trong thời giờ này đó là nguyên chỉ và cứu cánh của đức tin. Có lẽ điều này cũng cần phải giải thích một chút xíu để giúp cho chúng ta có thể hiểu được từ ngữ bởi vì đây là những cái từ Hán Việt. Khi nói đến nguyên chỉ có nghĩa là ý chỉ à, ban đầu, khởi thủy hay là nền tảng nguồn gốc. Đó là cái chữ nguyên đó. Cho nên đó là ý chỉ nguồn gốc ban đầu của đức chúa trời đã định. Còn cứu cánh nó có nghĩa là cái mục đích cuối cùng. Cái từ cứu cánh này thì có nó cùng với cái từ vị tha hay là yếu điểm là những cái từ mà người ta dễ bị ngộ nhận về ý nghĩa lắm. À, tuy nhiên đối với cái chữ cứu cánh này thì nó không phải là um, cái sự cứu giúp, không phải cứu độ, không phải là cứu rỗi. Nó không có liên hệ gì tới cái chữ cứu. À, nhưng mà cứu cánh ở đây có nghĩa là cái mục đích cuối cùng ấy. giống như người ta nói cánh chung à, thì đó là cái mục đích cuối cùng cho nên điều này cho chúng ta biết rằng có sự nguyên chỉ có nghĩa là ý chỉ khởi đầu của đức chúa trời là nguồn gốc và có cái viễn đích là cứu cánh tức là cái mục đích tối hậu cái mục đích sau cùng và chúng ta là những người có đức tin đặt ở nơi Đức Chúa Trời là đấng khởi thủy cũng như là đấng uh, uh, đời đời là đấng sẽ hoàn thành tất cả những cái gì mà là ngài đã mưu định thì xin Chúa cho chúng ta đặt đức tin của mình ở nơi chính mình ngài và chúng ta nhớ tác giả Thơ Hebrew trong đoạn 12 đó thì nói với chúng ta hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu Christ ngài là khởi đầu mà cũng là cuối cùng của đức tin. Cho nên đó là điểm mà xin Chúa cho chúng ta để chúng ta biết đặt đức tin của mình luôn luôn một cách trọn vẹn. Ban đầu thể nào tiếp diễn ra sao và kết thúc trong đời sống của chúng ta thì đều đặt ở nơi nền tảng là chính mình Chúa. Việc đầu tiên thì chúng ta cần lưu ý cả Kinh Thánh cũng vậy nữa. Thí dụ như ở trong sách Bộ Cựu ước gồm bao nhiêu sách? 39 sách. Thì chúng ta có thể nói rằng đó, 39 sách này, nó được phân ra làm ba cái thể loại chính yếu. Trước hết đó, thì chúng ta sẽ thấy là có 17 sách lịch sử, rồi 5 sách văn thơ, và 17 sách tiên tri. Thì nó giống như một cái cánh cổng như vậy đó. Và cánh cổng thì nó không phải là cái chỗ ở, nhưng mà cánh cổng là một cái bắt đầu để dẫn chúng ta đi vào ở trong một cái dinh thự hay là một cái nhà vậy đó, phải không ạ? Đó. Thì cựu ước là một sự chuẩn bị, là một cái sự dọn đường. tôi trở lại để chúng ta có thể thấy rằng đó, cái phần thứ nhất là 17 sách lịch sử. Ấy, thì nó gồm có 5 sách luật pháp của Môi Xe để nói về những cái khởi thủy của Đức Chúa Trời trong việc sáng tạo của Ngài trong đó ngài có dựng nên con người chúng ta và các mục đích của ngài định cho mọi sự và mục đích vinh hiển nhất là dành cho con người vì được dựng nên theo như hình ảnh của ngài và cho dù con người sa ngã thì chúng ta cũng thấy sáng thế ký cũng ghi lại cho chúng ta về cái khởi đầu của sự sa ngã con người là như thế nào hay là cái nguồn gốc lịch sử của tội lỗi vào trong thế gian, vào trong con người là như thế nào. Rồi Đức Chúa Trời ngài đã phán về chương trình cứu chuộc của ngài để ngài có thể cứu chuộc con người và đưa con người trở về với mục đích ban đầu của Đức Chúa Trời. thì chúng ta có thể thấy rằng bởi đó ngài đã lập ngài đã chọn một số người để từ nơi đó bắt đầu từ Abraham rồi sau đó dòng dõi của Abraham trở thành tuyển dân thánh của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy tiếp theo là 12 sách lịch sử. Tiếp nói nữa, bây giờ mình thử ôn lại coi ha. Bởi vì Kinh Thánh là cái mà chúng ta cũng cần phải nắm vững, cũng cần phải đặc biệt là ít nữa là về cái à, à, mục lục của Kinh Thánh là chúng ta phải nhớ. Rất nhiều người trong vòng con cái của Chúa ở đây, chúng ta đều đã thuộc các mục lục Kinh Thánh. Chủ ước cũng như là tận ước, phải không? Cho nên bây giờ chúng ta thử ôn lại chút xíu coi. Bây giờ 17 sách lịch sử đó gồm có gì? 17 sách nha, sáng thế ký, số ký giúp tôi ký, lê vi ký, dân Sư ký, phục truyền, luật lệ ký, đó là cái bộ ngũ kinh, phải không? Và tiếp nói nữa là gì? Là Joshua, các quan Xét, Luther, Samuel nhất, Samuel nhì, mười phải không? À, các vua nhất, các vua nhì, sử ký nhất, sử ký nhì, Esra, Nehemi, Ezra, đó à, là 17 sách phải không? Tổng cộng là có thể 17 sách. Thì nó được gọi là sách lịch sử. Rồi bây giờ đó, đây là cái À, cái cột ở phía bên này rồi bây giờ chúng ta thấy tới cái cái sàn ngang hay là cái cột ngang phải không thì đó là năm sách văn thơ Job thi thiên trong ngôn truyền đạo và nhã ca à, thì năm sách văn thơ này nó nói lên cái gì nó nói lên cho chúng ta về những cái điều mà con người trải nghiệm ở trong cái thế gian này trong đức tin nơi đức chúa trời Job làm một cái sách nói về những cái sự đau khổ ở trong đời này mà con người phải đối diện, con người phải trải nghiệm. Và Đức Chúa Trời có ý định gì, mục đích của Ngài, chương trình của Ngài là gì khi Ngài để cho con người phải trải qua đau khổ trong trần gian? Rồi chúng ta thấy nói đến Thi Thiên. Thi Thiên thì là một cái mối tương quan giữa con người đối với Đức Chúa Trời nhưng mà trong những cái cảm nghĩ của con người trong mọi cái trải nghiệm của mình về mọi điều xảy ra trong cuộc sống, từ cái chuyện vui cho tới chuyện buồn, hoạn nạn, khốn cùng, tội lỗi rồi sự tha thứ của Đức Chúa Trời vân vân. Thì chúng ta có thể thấy rằng ở nơi đó thì các tác giả của bộ Thi Thiên thì ghi lại cho chúng ta về những cái cảm nghĩ của con người về đức tin nơi Đức Chúa Trời, về những gì mà mình đã trải qua trong cuộc sống để dâng lên những lời cầu nguyện hoặc là những lời ngợi khen. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó đó là những cái gì mà con người phải trải qua trong cuộc sống hiện tại. Và sau đó thì đến 17 sách tiên tri gồm có 5 sách đại tiên tri và 12 sách tiểu tiên tri. Thì đó là các sách nào? Esai, Jeremy, uh, Ca Thương, Ezekiel, Daniel. Đó là năm sách đại tiên tri phải không? Rồi bây giờ 12 sách tiểu tiên tri OC, Joel, Amos, Abdiya, Jonah, Miche, Nahum, Habakkuk, Sophoni, Ag, Sacheri và Malachi là 12. Thì đó là những sách tiên tri, tiên tri nó không chỉ nói về những gì mà Đức Chúa Trời ngài sẽ thực hiện trong một cái thời điểm gần, nhưng mà cũng nói về những điều trong cái chương trình lâu dài của Đức Chúa Trời càng hơn. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng ở đây nó gồm có 3 phần: lịch sử, văn thơ và tiên tri thì lịch sử chỉ về quá khứ lịch sử là nói về những cái gì đã diễn ra trong quá khứ thứ nhì nói về những cái gì mà con người trải nghiệm khi bước đi với đức chúa trời trong cuộc sống hiện tại của mình rồi chúng ta thấy đến phần thứ ba đó là các sách tiên tri thì nói về tương lai và tất cả những điều này của bộ cử ước 39 sách đó là một sự chuẩn bị, là một sự dọn đường. Cái chuẩn đích của nó là gì? Là đưa đấng cứu thế giê -xu vào trong thế gian. Thì chúng ta thấy rằng đó, trong tân ước, Hebrew đoạn 13 câu số 8 là một câu gốc mà chúng ta nên thuộc. Nói rằng Đức Chúa Giêsu xu Chris hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời không hề thay đổi cho nên chúa của chúng ta là Alpha và cũng là Omega ngài là đấng đầu tiên mà cũng là đấng sau cùng ở trong sách Khải quyền đoạn 1 ghi lại cho chúng ta về một số những cái điều đó về danh của chúa ngài là Alpha và Omega Alpha và Omega là hai mẫu tự trong tiếng Hy Lạp chữ đầu tiên và cái chữ cuối cùng trong cái bộ mẫu tự của Hy Lạp cũng giống như bây giờ mình nói trong tiếng Anh là A đến Z vậy đó. À. À. Cho nên tất cả những cái điều gì tốt đẹp nhất ở trên đất nước Hoa Kỳ này nó đều tập trung vào AZ là tiểu bang Arizona. Yeah. Vậy thì chúng ta biết rằng Chúa Giêsu Ngài là đấng hôm qua ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Đặc biệt là trong sách Khải quyền đoạn 1 thì nói Ngài là đấng hiện có đã có và còn đến dường như cái thứ tự của thời gian nó bị thay đổi. Nhưng mà cái điều mà Kinh Thánh muốn nói là nhấn mạnh bởi vì chúng ta rất dễ dàng để có thể tin rằng Đức Chúa Trời vinh hiển toàn năng của chúng ta trong quá khứ trong lịch sử là tuyệt vời lắm, chúng ta không nghi ngờ gì cả. Chúng ta cũng có thể tin rằng trong tương lai Đức Chúa Trời sẽ làm những điều lớn lao, vinh hiển và cũng ban cho chúng ta những điều phước hạnh vô kể nhưng mà cái vấn đề là cái hiện tại của đời sống đức tin theo chúa của chúng ta khi chúng ta phải đối diện với từng vấn đề với từng cái hoàn cảnh ở trong cuộc sống của mình thì sao thì chúng ta phải thấy rằng lời chúa nhấn mạnh ta là đấng hiện có tức là đấng đã có và là đấng còn đến cho nên đây là điểm mà xin chúa giúp cho chúng ta để chúng ta cũng có thể thấy rằng đó đức tin của chúng ta đặt ở nơi chính chúa trong nguyên chỉ của Ngài và cho đến cứu cánh của tất cả mọi điều trong chương trình trong các mục đích của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta. Nhiều khi chúng ta nói đến uh, Thánh Kinh thì uh, chúng ta biết rằng đó Chúa Giêsu Christ Ngài là trọng tâm, Ngài là nhân vật chính, Ngài là sợi chỉ điều đi xuyên suốt cả 39 sách của Cựu Ước cho tới 27 sách của Tân Ước. và chúng ta dễ cho rằng Chúa là đấng cứu thế, điều đó là đúng, nhưng mà sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời bởi Chúa Giêsu Christ không phải là chuẩn đích của thánh kinh đâu. Nhưng mà chúng ta biết rằng nó là một giải pháp của Đức Chúa Trời để Ngài có thể cứu chuộc chúng ta cho mục đích ban đầu và mục đích cuối cùng của Đức Chúa Trời về sự hiện hữu của con người. Con người bị đánh mất con người bị rớt mất khỏi cái chuẩn đích đó cho nên chúng ta biết rằng ngài đề ra một cái giải pháp để cứu chuộc chúng ta và cứu chuộc chỉ là một cái giải pháp để ngài phục hồi lại ngài cứu chuộc chúng ta cho mục đích của ngài chứ mục đích của ngài không phải là sự cứu chuộc bởi vì đức chúa trời không có dựng nên loài người chúng ta để ngài cứu chuộc chúng ta cho nên đó là cái điểm mà chúng ta cần thấy và đức chúa trời dựng nên loài người của chúng ta cho mục đích vinh hiển đời đời chứ không phải cho một mục đích tạm thời trong cõi thời gian mà là sẽ đưa chúng ta vào trong cõi vô thời gian tức là cõi đời đời đó trên đó là cái điểm mà chúng ta cần phải thấy và nhìn biết đức chúa trời như vậy thì nó sẽ giúp cho chúng ta được mạnh mẽ trong đời sống của mình trước hết thì chúng ta cần phải nhớ rằng đó mình cần phải có một cái sự nhìn biết về quá khứ của mình hay là cái khởi thủy của mình là như thế nào. Ký ức là một điều rất là quan trọng. Và chúng ta nhớ rằng đó chỉ có con người. Chỉ có con người thì được Đức Chúa Trời ngài ban cho chúng ta một khối óc, ngài ban cho chúng ta có một ký ức. Ký ức này thật là quan trọng lắm để mà chúng ta có thể lưu truyền được tất cả những cái điều gì đó nó tốt đẹp cho những cái thế hệ tiếp nối đồng thời đó thì ký ức nó cũng giúp cho chúng ta thấy được những cái thất bại trong quá khứ để chúng ta tránh vết xe đổ cho nên ký ức là quan trọng lắm và đó là lý do tại sao mà đức chúa trời ngày ban cho chúng ta có thánh kinh thánh kinh ghi lại cho chúng ta như chúng ta thấy đó là có nói đến lịch sử chúng ta cần phải nhận biết được lịch sử và kinh thánh ghi lại cho chúng ta về cái lịch sử ngay cả của muôn vật mà đức chúa trời sáng tạo nữa cũng như là nhiều cái lịch sử liên hệ tới nhiều cái vấn đề quan trọng trong đời sống của con người và đó là một cái nền tảng nó là một cái nguồn gốc nó rất là quan trọng và chúng ta biết rằng đó nếu một người mà bị mất đi ký ức ngày hôm nay có rất nhiều những cái thứ bệnh chúng ta thấy có những cái bệnh về tâm thần chẳng hạn nó làm cho người ta mất trí phải không một trong những cái bệnh mà cũng có rất nhiều người dễ mắc đặc biệt là đối với những người bắt đầu bước vào tuổi cao đó đó là cái bệnh alzheimer thì cái bệnh alzheimer nó làm cho người ta mất đi cái ký ức cái trí nhớ của mình đó và chúng ta biết rằng ký ức nó giúp cho chúng ta trong cái sự động não trong những cái điều mà thuộc về cái sự lý trí của chúng ta rồi nhận định của chúng ta biện biệt của chúng ta và những cái quyết định trong các hành vi của mình nữa nó đều căn cứ vào những cái gì mà chúng ta đã ghi khắc nó trong ký ức của mình. Cho nên mất ký ức nó làm cho con người á, bị mất đi ngay cả cái nhân vị của mình nữa. Chúng ta thấy thí dụ như là Kinh Thánh ghi lại về trường hợp của ông Hoàng đế Nebuchadnezzar. Khi nói đến Hoàng đế bởi vì ông là vua của cả một cái đế quốc Babylon và ông đã chinh phục biết bao nhiêu là những vùng lãnh thổ rộng lớn khác các dân tộc khác các quốc gia khác và Chúa đã ví sánh ông trong cái hình ảnh tiên tri về cái pho tượng á thì cái đầu bằng vàng của cái pho tượng đó là chỉ về vua Nebuchadnezzar còn những vị hoàng đế tiếp nối trong các đế quốc tiếp theo đó thì chúng ta thấy bằng bạc bằng đồng rồi sau đó bằng sắt rồi sắt pha trộn với đất sét đồ này kia đủ thứ nhưng mà chúng ta thấy rằng khi ông kiêu ngạo thì Đức Chúa trời đã sửa phạt ông bằng cách khiến cho ông bị mất trí nhớ Ông mất đi cái ký ức, ông không còn nhận biết mình là một hoàng đế ngay cả những cái việc rất là thông thường ăn uống ngủ nghỉ gì đó, ông bị mất hết cho nên ông thấy mình giống như là một con thú. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, khi con người mất đi cái ký ức thì con người mất đi nhân vị của mình. Cho nên ký ức quả thật là một điều rất là quan trọng. Vì vậy chúng ta cũng cần phải luôn luôn xin Chúa giúp cho mình ghi nhớ kinh thánh rất là nhiều sự dạy dỗ cho chúng ta là phải nhớ lại Phải tưởng nhớ lại ngay cả giống như tuần trước Đối với chúng ta thì mỗi tuần lễ đầu tháng thì chúng ta dự tiệc thánh Và chúng ta nhớ mỗi khi chúng ta dự tiệc thánh đó, Thì lời Chúa khi Ngài thiết lập tiệc thánh đó Thiết lập bánh và nước mà chúng ta dùng đó Thì Ngài nói hãy ăn bánh và uống chén đó để làm gì? Để nhớ ta Nhớ đến cái sự thương khó của Chúa cho nên đây là điểm mà chúng ta thấy kinh thánh rất nhiều lần Nói chúng ta phải nhớ Giống như ở đây Esai đoạn 46 câu số 9 đó, Hãy nhớ lại những sự ngày xưa Hãy nhớ lại những sự ngày xưa Cho nên chúng ta cần phải biết nhớ Để biết được cái nguồn cội của mình Nó là như thế nào Từ cái nguồn cội đó chúng ta mới có thể biết được Tại sao tôi hiện hữu Tôi hiện hữu ở đây cho mục đích nào Thưa quý bạn chị em, chúng ta thử nói đến một cái điều gì đó rất là gần gũi với mỗi người trong chúng ta là cộng đồng, những người Việt sống ở hải ngoại. Và chúng ta nhớ rằng ngày hôm nay người Việt của chúng ta đó thì sống tản lạc ở khắp nơi trên thế giới này. Tại sao lại có cái sự kiện này? Thì chúng ta biết rằng nó bắt nguồn từ một ngày mà chúng ta không thể quên được. Ngày 30 tháng 4 năm Năm 1975 cuối tháng tư sắp tới đây là chúng ta sẽ thấy rằng người Việt hải ngoại sẽ kỷ niệm nó. Kể cả những người trong nước nó cũng sẽ kỷ niệm nhưng mà trong một ý nghĩa khác thôi. Do đâu mà chúng ta được sống ở đây? Kể cả những người sau này họ đến vì bất cứ lý do nào được bảo lãnh hay là theo cái diện vợ chồng vân vân gì đó. Thì chúng ta phải biết rằng nó đều căn cứ ở trên một cái sự kiện nguồn gốc là ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nếu không chúng ta không có tư cách, không có điều kiện gì để mà chúng ta đi đến ở nước Mỹ, riêng nước Mỹ này để chúng ta sinh sống hết. Nó đều bắt nguồn từ kia nhưng mà nó tiếp nói thôi. Nó là những cái diễn trình của nó bắt nguồn từ một cái nguồn gốc. Như vậy chúng ta đừng bao giờ quên lý lịch của mình, căn cước của mình. Chúng ta là ai và tại sao chúng ta sống ở trên cái vùng đất này được và phải nhớ rằng đã có một cái giá rất đắt đã được trả để chúng ta ngày hôm nay được sống trên đất nước này một đất nước tự do một đất nước văn minh một đất nước thịnh vượng nó đã được trả bằng một giá rất đắt chúng ta mất cả một quốc gia một nước bị xâm lược và chúng ta cần phải nhớ rằng ngày hôm nay chúng ta tập trung ở đây trong nhà của đức chúa trời là hội thánh của chúa nó bắt nguồn từ nguồn gốc gì phải ăn bánh và uống chén để nhớ ta chúng ta là con cái của đức chúa trời những con trai con gái những hoàng tử những công chúa của đức chúa trời là vua trên muôn vua và chúa trên muôn chúa do đâu chúng ta có được một cái địa vị một cái danh phận cao quý mà vĩnh yển như vậy đã có một giá rất đắt đã được trả để chúng ta có được cái vị thế đó thưa quý anh chị em, đó là con Đức Chúa trời, ngài đã vì chúng ta mà chịu sỉ nhục, chịu chết và cũng đã sống lại. cho nên đó là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta nhận biết mình có một cái vị thế rất là cao quý vào Ngày 11 tây tháng 3 năm 1830. Thì có một cô thiếu nữ người Anh. Trong một cái buổi học. Bình thường thôi với gia sư của mình. Thì ngày hôm đó cô phải học tới một cái vấn đề. Nó liên hệ tới gia phổ của hàng gia. Và khi mà tra xem những cái bản phổ hệ đó đó. Thì cô mới nhận ra rằng. Mình trong tương lai sẽ trở thành nữ hoàng của nước Anh. Trước đó cô là một người cũng coi thường lắm. Vì còn là tuổi trẻ. Cho nên đó là ham chơi. Không có coi trọng cái vấn đề học hành. Không có coi trọng cái nhiều điều khác. Nhưng mà kể từ cái buổi học ngày hôm đó. Và khi cô xem ở trong cái bản phổ hệ đó. Để nhận biết tương lai của mình sẽ như thế nào đó. Cô bật khóc và cô đã nói với vị gia sư của mình rằng kể từ nay tôi sẽ thay đổi cuộc sống của mình. Cho nên chúng ta cũng cần phải nhớ rằng đó, mỗi một người ở trong chúng ta thật ra thì chúng ta có một cái vị thế rất là đặc biệt mà chúng ta rất là độc đáo nữa. Cái giá trị của chúng ta ở chỗ nào? Nhất là cái giá trị của mỗi một con người chúng ta trong đấng Christ. Kinh thánh khi nói về bất cứ một con người nào hiện hữu trong cái thế giới này nha thì ngài nói rằng linh hồn của người đó có một cái giá trị trỗi hơn cả thế gian này hay là cả cái thế giới này nữa Ủa thì muốn làm bá chủ thế giới này á sở hữu tất cả mọi cái điều tài nguyên giàu có vinh quang gì của thế giới này thì đó là cái điều có nhiều người ao ước lắm nhưng mà nếu như có một người nào đạt được cái điều đó đi nữa thì Chúa nói rằng đó nếu mất linh hồn của mình thì không có cái gì chuộc lại được hết á Giá trị của một linh hồn cao quý hơn, giá trị hơn kể cả cái sự giàu có của trần gian này nữa, của cái trái đất này nữa. Và chúng ta ngày hôm nay, một linh hồn được cứu chuộc ở trong Đức Christ, chúng ta lại có một cái vị trí mà Chúa đã phục hồi lại cho chúng ta cái vị thế trong mối tương quan với Đức Chúa Trời và trong cái mục đích của Đức Chúa Trời định cho chúng ta. Giá trị chúng ta nó lớn vô cùng, không thể nào chúng ta có thể diễn tả được thường thường khi chúng ta nói đến giá trị của một người á thì à, à, chúng ta sẽ thấy rằng đó cái sự trỗi vượt của một người có giá trị cao á là người đó có một cái gì đó đặc biệt đúng không người đó phải có một cái gì đó rất là đặc biệt thì người đó mới có thể có một cái giá trị cao hơn những người khác chẳng hạn cho nên bây giờ chúng ta thấy, thấy cái gì mà nó quý hiếm á phải không hay nó hiếm thì nó nó quý à, nó hiếm thì nó quý và chúng ta có phải là quý hiếm không có chúng ta có gì đặc biệt không đặc biệt vô cùng bởi vì thiệt ra mỗi một người trong chúng ta là không có giống ai hết chúng ta không có giống một người nào không có giống ai hết trơn á và cái điều đó nó nói lên vì chúng ta là đặc biệt, chúng ta khác biệt. Cho nên cái điều đó chúng ta có một giá trị. Đức Chúa Trời ngài có một chương trình, ngài có một cái mục đích đầy vinh hiển cho mỗi một người trong chúng ta. Bởi vì chúng ta là đặc biệt. Đặc biệt đối với Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta thấy có những bậc cha mẹ, có các con cái những thế hệ sau này thì chúng ta biết rằng ít con chứ còn hồi trước có nhiều con lắm mà. nhưng mà chúng ta thấy dù cho có nhiều con đi nữa mười mấy đứa con đi nữa thì có lầm lẫn không không có lầm lẫn và mỗi đứa con thì nó có một cái gì đó đặc biệt của nó mà bậc cha mẹ đúng đắn thì sẽ phải nhận biết từng đứa con đó và biết cách nào để giúp đỡ để hướng dẫn và đối xử với đứa con đó một cách thích hợp với cái đặc biệt của nó cho nên chúng ta là những con cái đặc biệt của Đức Chúa trời. Đó là giá trị của chúng ta trong Chúa và Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể nhận thấy được điều này và chúng ta được tạo thành một cách đặc biệt. Chúng ta được cứu chuộc bởi một cái giá đặc biệt, một cái giá lớn vô cùng không ai trong chúng ta bỏ ra một ngàn lượng vàng để mua một cái nhà lá để ở. Cho nên nếu là một cái giá mà đã được trả một cách rất là lớn lao như vậy thì phải đổi lấy cho nó một cái vật tương xứng chứ. Có một cái mục đích tương xứng chứ. Cho nên đây là điều mà xin Chúa cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã trả một giá đắt. Để Ngài không những dừng nên chúng ta mà còn cứu chuộc chúng ta cho mục đích của Ngài nữa. Đừng bao giờ chúng ta quên cái nguồn gốc của mình là như vậy. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thấy được điều này. Và tất cả những cái điều mà chúng ta thấy rằng đó Nó xảy ra ở trong cái cuộc sống hiện tại của chúng ta đó Thì nó khởi nguồn Từ một cái ý định ban đầu của Đức Chúa Trời định cho chúng ta Để đạt đến một cái viễn đích Nó là một cứu cánh vinh hiển Chúng ta phải thấy được điều đó Hãy nhìn vào đời sống của Chúa Giêsu, tại sao Ngài là con Đức Chúa Trời, Ngài là chính Đức Chúa Trời mà Ngài phải đi vào trong thế gian này? Và chúng ta nhớ ngay trong cái ngày giáng sinh của Chúa Giêsu Christ thôi. Thì cái quyền lực của tội ác nó đã tìm cách để giết Ngài. Và Chúa đã phải chịu khổ nạn ngay từ khi Ngài sanh ra. Và tất cả những ai có cái mối liên hệ với Ngài, thí dụ như là cha uh, nuôi của ngài hay là mẹ sanh ra ngài thì chúng ta thấy rằng cũng phải chịu lấy những cái điều mà đau khổ nữa hoạn nạn nữa rồi suốt cuộc đời của chúa ngài được mệnh danh là thống khổ nhân và cuối cùng ngài chết trên thập từ giá một cách đau thương và sỉ nhục nếu mình mà mình phải chịu lấy một cái án phạt như vậy thì có lẽ là nó cũng xứng với mình thôi. Mình cũng có phải là cái gì lắm. Nhưng mà chính Chúa Ngài là một đấng hoàn toàn vô tội. Là một đấng thiện lành. Nhưng mà đã bị đối xử như vậy. Bất công không? Nếu trong cái nhìn của con người. Thì đây là một cái cách đối xử quá bất công. Không có tương xứng gì với cái cuộc đời. Với những cái uh, phẩm hạnh của một người như vậy. Với công lao của một người như vậy đã giúp đời. Mà cuối cùng đã phải chịu lấy một cái hậu quả là đau thương và sỉ nhục chúng ta thấy điều đó là bất công nhưng mà chúng ta biết đức chúa trời có chương trình ngài có các mục đích của ngài ngài có ý định trong tất cả những điều đó tại sao chúa giêsu phải chịu đánh đập nếu chúng ta nói rằng chúng ta là một người thân quen với chúa đi là môn đệ của ngài đi thì chính các môn đệ của ngài cũng không chấp nhận điều đó nữa không thể có cái chuyện như vậy vì ngài là đức chúa trời ngài là đấng messi ngài là chúa cứu thế thì không thể nào mà ngài phải bị đóng đinh thập từ giá bị người ta đánh đập cái này cái nọ không thể có chuyện đó được Họ chỉ nhìn thấy là một chúa vinh hiển thôi Chứ họ không thấy được những điều Nó liên hệ tới Cái con đường để đưa Ngài tới cái sự vinh hiển đó Nhưng mà chúng ta biết rằng Chúa đã chịu lấy những cái lằn đòn như vậy Từ đỉnh đầu cho tới gót chân của Ngài Phải không? Thì chúng ta nhớ một điều đó Đức Chúa Trời có ý định và mục đích và Chúa Giêsu biết điều đó cho nên Ngài đã chấp nhận tất cả những điều này. Ngài đặt sự vui mừng trước mặt mình chịu lấy thập tự giá. khinh điều sỉ nhục. Thế bởi đoạn 12 nói với chúng ta như vậy. Nhìn xem Chúa là cội rễ và cuối cùng của Đức Tin. Nhưng mà phải nhớ cội rễ và cuối cùng của Đức Tin là như vậy đó. Và chúng ta ngày hôm nay nhờ ánh sáng của lời Chúa. Thì chúng ta đã biết được tại sao Ngài phải chịu lấy những sự đánh đập đó nhân những lần đòn của ngài mà anh em được lành bệnh rồi nhân sự chết của ngài mà chúng ta được cứu chuộc khỏi tội lỗi khỏi án phạt của tội lỗi đời đời cũng như sự sống lại của ngài đã đem lại cho chúng ta cái sự sống đời đời vinh hiển cho nên tất cả mọi điều mà chúa đã trải qua đó thì chúng ta biết rằng đó đức chúa trời có chương trình ngài có ý định trong từng sự việc không có cái gì là ngẫu nhiên, ngài không phải là nạn nhân của thời cuộc. Và chúng ta cũng cần phải thấy rằng là con cái của Chúa, chúng ta cũng không phải là nạn nhân của thời cuộc của hoàn cảnh đâu. Đức Chúa Trời cho phép những cái điều đó nó xảy ra, ngài đặt chúng ta vào trong cái hoàn cảnh nào đó, một sự việc nào đó, Đức Chúa Trời có ý định. Cái vấn đề của chúng ta là chúng ta có nhìn biết Đức Chúa Trời trong cái hoàn cảnh đó hay không để được ngài che phủ để ngài hướng dẫn chúng ta và hiệp mọi sự lại làm ích cho chúng ta đó là lời hứa của Chúa mà nếu chúng ta xem ở trong lịch sử của tuyển dân Israel khi ngài giải cứu họ ra khỏi ách nô lệ của Ai cập các phép lạ của ngài đã thi thố ở tại Ai cập đó bao nhiêu tai vạ đổ xuống trên Ai cập nhưng mà tại xứ Gosen là cái cái vùng đất mà dân Israel cư trú họ là nô lệ nha họ ở tại Ai cập đó thì không có bất cứ một ảnh hưởng nào đó nó xảy ra đối với người Ai Cập thôi. Nhưng mà trong xứ Gosen thì bình an vô sự. Rồi khi Đức Chúa Trời Ngài khiến cho họ bây giờ được pha ôn bằng lòng cho họ ra đi rồi đó. Thì sau đó ông ta hối tiếc, núi tiếc cái chuyện đó và ông bắt đầu đem quân lính của mình đuổi theo. Hoặc là bắt nó lại để nó tiếp tục làm nô lệ. Còn nếu nó kháng cự giết nó luôn. Và chúng ta thấy rằng lúc bấy giờ Đức Chúa Trời dẫn dân Israel đi tới ở tại biển đỏ. Hai bên là núi, ở phía đằng sau là quân thù, trước mặt là biển. Tứ bề bị vây, coi như bế tắc tuyệt vọng. Không còn cái lối thoát nào hết trơn. Sao Đức Chúa Trời làm phép lạ đủ thứ chuyện mà giờ đưa mình vô. Và chúng ta thấy rằng ở trong chỗ đó, dân Israel quên ngay lập tức về các tai vạ trong quyền phép của Đức Chúa Trời đã đổ xuống Ai Cập để rút họ ra khỏi. Nhiều khi chúng ta cũng vậy nữa. Bao nhiêu điều mà chúng ta hưởng lấy trong cái quyền năng và ơn phước của Đức Chúa Trời ban cho đời sống của mình, nhưng mà đụng phải cái chuyện gì hơi khó cái cái thôi, than thở rồi cái oán trách rồi nó đủ thứ chuyện rồi bất phạm, lầm bầm. Và Đức Chúa Trời đưa dân Israel đến chỗ đó rồi ngài làm cái gì? Ngài cho họ nhìn thấy Đức Chúa Trời. Các người hãy yên lặng và nhìn biết ta là Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy rằng đó, Ngài đã làm gì? Đối với cái biển đỏ đó, thì chúng ta nhớ rằng Ngài đã khiến cho một cái cơn gió thổi suốt cả đêm. Chúng ta xem ở trong suốt khi giúp tôi ký đoạn 14, vì không có thì giờ để trích dẫn. Thì Chúa đã dùng một cái cơn gió Thứ nhất là ngài phân rẽ nước ra làm hai, trở thành hai cái vách đứng như thế này. Thứ nhì là tại sao cần phải thổi suốt đêm? Thổi suốt đêm đó để làm cho đất khô. Cho nên Chúa dùng một cái cơn gió thổi suốt đêm để làm cho đất khô và nước phân rẽ ra. Rồi Chúa nói rõ với chúng ta như vậy. Bởi vì khi mà phân rẽ nước đi nữa mà không làm cho đất khô à thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ giống như cái tình trạng mà sau đó khi mà đạo quân của Ai Cập đi xuống đó. đó Thì quân xa gì của họ gì bị xa lầy hết. Chúa phải làm cho nó thành ra đất khô để cho dân Israel có thể đi qua. Và nếu chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa sâu hơn của Kinh Thánh. Đó, thì chúng ta biết rằng cơn gió này là cái gì mà nó vận hành. Kinh Thánh dù là ở trong cựu ước bằng tiếng Hi-ba-lai hay là tân ước trong tiếng hy lạp ấy, thì cái từ ruet hay là cái từ nơ mà nó nó có ba ý nghĩa thứ nhất là nó chỉ về gió thứ nhì là hơi thở và thứ ba là linh cho nên chúng ta thấy rằng cũng giống như khi đức chúa trời khiến cho trũng hài cốt khô à, bây giờ nó được sống lại đó thì chúng ta cũng thấy rằng đó có hơi thở của đức chúa trời trong nguyên văn nó là cái từ uất vấn đề là mình đặt nó vào trong cái mạch văn nào thì nó sẽ có cái nghĩa cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó là sự vận hành của thần đức chúa trời của thánh linh đức chúa trời ngài tế trị ngài kiểm soát ngài vận hành ở trong tất cả mọi sự và chúng ta nhớ rằng về phía dân sự của đức chúa trời thì có một con đường được mở ra trong phép lạ nhưng mà cũng phép lạ đó nó sẽ chặn đứng và nó sẽ hủy diệt cái thế lực quân thù, cái thế lực ác, nó muốn làm tổn hại đối với dân sự của Chúa. Đức Chúa Trời hành động như vậy, và chúng ta nhớ rằng ngay cả khi mà họ được Chúa hướng dẫn mình đi đó, thì Chúa đã bảo hộ, che phủ họ ban ngày bằng trụ mây, và ban đêm bằng một cái trụ lửa. Và đoạn 14 cũng ghi lại cho chúng ta rằng đó, cái trụ lửa đó trong ban đêm đó, thì nó sôi sáng cho dân Israel. Về phía dân Israel thì nó sôi sáng. Còn về phía của quân Ai Cập Thì nó trở thành sự tối tăm Và không có bên nào đi qua bên nào được hết Vì tối tăm của quảng không thấy đường Trong khi đó về phía Israel là ánh sáng ở quý bạn chị em chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời hành động cho dù điều gì xảy ra trong cái thế giới này đi nữa Chúa vẫn đang quan phòng, Ngài vẫn đang vận hành Chúng ta không có ở trong cùng số phận với những người không có Chúa dù chúng ta cũng phải trải qua cùng một cái hoàn cảnh nào đó, một cái sự việc nào đó, một cái diễn biến gì đó, nhưng mà chúng ta nhớ rằng đó, quyền năng và ân điển của Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ chúng ta vì Ngài hứa rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu mến Đức Chúa Trời. Cái vấn đề còn lại là gì? Cái vấn đề còn lại là chúng ta đứng ở cái vị trí nào mà thôi. Đứng về cái phía nào mà thôi. Nếu ánh sáng ở phía này mà chúng ta không chịu đứng mà chúng ta đứng ở phía làm sao? Thì nói đó là sự tối tăm. Chúng ta đứng về phía nào? Ở trong mọi điều xảy ra trong cuộc sống của mình phải đứng về phía đức tin. Nhìn xem Chúa là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Ngài có nguyên chỉ và Ngài có cứu cánh trong tất cả mọi sự. Điều đó quan trọng lắm. Bây giờ chúng ta sẽ thấy được một điểm đó là Chúa là đấng Ngài sẽ ban tất cả mọi điều tốt lành cho đời sống ta mà chúng ta gọi là phước. Và chúng ta cần phải nhận thấy được điều này. Nó có cái phước mà nó cũng sẽ có cái họa đúng không? Nó có ánh sáng và nó có sự tối tăm đúng không? À. Nó có những cái điều tốt lành về phía dân sự của Đức Chúa Trời là những người có đức tin, nhưng mà nó cũng sẽ có những cái điều tổn hại đối với những người không có đức tin. Như vậy thì những điều nó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta thế nào? Chúng ta cần phải nhận biết được rằng một cái điều gì đó nó xảy đến cho đời sống chúng ta là Chúa có muốn đem những cái phước hạnh đến cho cho con dân của Ngài. Chúng ta nhóm hiệp lại trong ngày thánh này là một ngày mà Đức Chúa Trời định ra để Ngài có thể bước vào trong cái sự tương giao với chúng ta và chúng ta được bước vào trong sự tương hiệp với chính Ngài để hưởng được cái sự ban phước từ nơi chính mình Chúa. Nó là một cái ngày của sự vui mừng trong hạnh phúc. Có đúng vậy không? Ngày Thánh có phải là một ngày hạnh phúc không? Chắc chắn là như vậy. Và hạnh phúc đó nó sẽ tràn ra trong 6 ngày còn lại trong tuần lễ mà. có một người ở tại sống ở tại Texas là một cái người làm ăn nhưng mà phải sống xa nhà của mình và người này có một cái người cha lớn tuổi sống ở tiểu bang khác nhưng mà cứ hàng năm vào cái ngày lễ phụ thân đó lễ cha đó thì người này luôn luôn gửi những cái món quà đặc biệt về cho cha của mình chuyện này nó xảy ra vào thời xưa lúc mà thông tin đầu này kia nó chưa có được dễ dàng như thời nay và trong một cái lần một năm nọ thì anh ta làm ăn rất là thành công cho nên anh muốn dành cho cha của mình một cái món quà rất là đặc biệt trong cái ngày lễ phụ thân đó cho nên cuối cùng anh đi tìm được một cái con chim mà nó biết nói năm thứ tiếng mà nó có thể mà nó hót cũng rất là hay nữa nó đứng một chân nó hát một cái bài hoa hồng của texas đây là một con chim đặc biệt đây chuyện có thật nha chứ không phải chuyện tưởng tượng đâu và rồi anh đã trả một cái giá rất là đắt để mà mua vào cái thời xa xưa đó mà anh đã trả nó trên 10.000 đô để có thể mua được cái con chim đặc biệt như vậy rồi thì anh mới uh, uh, gửi cái con chim đó về cho cha của mình có người đã đem cái lòng của con chim đó để gửi đến cho cha của mình và nói rằng đây là cái món quà của, của của anh tặng và là một cái món quà rất là đặc biệt và mong rằng cha sẽ vui thích vì cái món quà đặc biệt này và cho đến một ngày kia khi anh có dịp để trở về thăm nhà, thì lúc bấy giờ anh mới hỏi thăm ba của mình. Nói, ba ơi, ba có con chim mà đặc biệt mà con gửi tặng cho ba đó. Ba có thích lắm không? Thì người cha mới nói rằng con chim nó ăn ngon lắm. Hồi xưa đó, ở bên Việt Nam đó thì tôi có nuôi cá, cá cảnh đó mà. Cá cảnh, cá kiển rồi đó. Trong nhà của mình, bây giờ có nhiều người cũng thích nuôi phải không? mà chúng ta biết mang mấy con cá mà ở mấy cái xứ uh, nhiệt đới đồ này kia đó cá đẹp lắm chứ không phải như mấy con cá ở đây và tôi có nuôi mấy cái con cá uh, mình gọi là con cá tàu đó, phải không nhưng mà nó đủ loại hết á à, đủ kiểu đầu lông rồi uh, mình da cốc rồi gì đủ thứ chuyện hết á uh, nó xòe ra đủ màu sắc hết trơn á và có những, những người họ tới uh, nhà của mình á, thì bắt họ thấy con cá cũng đủ vậy nè bụng nó tròn vo nó bự này con cá này cá này ăn ngon không con <laughs> cá này ăn ngon không ai mà tới nhà của anh Nhật sẽ thấy có nhiều con cá đặc biệt lắm đừng bao giờ hỏi con cá này ăn ngon hay không nha ảnh đã phải mua bằng có giá rất là đặc biệt mới có được mấy con cá đó hồi trước ở Việt Nam tôi cũng có nuôi mấy con chó chó kiển mà mấy mấy con chó mấy con chó lông xù mấy con chó Nhật và rồi có những người họ tới nhà mình sau khi họ nhìn nó đắm đuối mình không dám hỏi chúng ta biết ở việt nam nó có cái nạn hỏi quý bạn chị em chúa nhật là một ngày thánh đầy hạnh phúc chúng ta có cho rằng cái này để là mình ăn ngon thôi hay là chúng ta thấy được tất cả những cái điều tốt đẹp của cái ngày này đừng có ăn cái con chim quý mà chúa gửi đến cho mình chúng ta làm mất đi cái giá trị đó và chúng ta đừng tưởng rằng khi mà mình bỏ qua nó như vậy thì nó vô thưởng vô phạt không có hoặc là ánh sáng hoặc là phước hạnh còn hai là sự tối tâm và sự hủy phá trụ mây và trụ lửa của chúa nó có hai phía rõ ràng cho nên cái vị trí của chúng ta đứng về phía nào là rất là quan trọng. Vì vậy xin Chúa cho chúng ta không có khinh thường đối với những cái điều tốt lành mà Đức Chúa Trời Ngài có ý định khi Ngài đem đến cho đời sống của chúng ta. Rồi bây giờ đối với một số những cái điều mà chúng ta gọi là nghịch cảnh hay là những cái nan đề nó xảy ra trong đời sống của chúng ta thì sao? Có một câu chuyện kể lại về một cái em thiếu niên kia có một cái chiếc tàu đồ chơi thôi. Và một buổi sáng nọ thì em đi ra ngoài ở bên bờ hồ đó em mới chơi cái chiếc tàu nó thả nó xuống. Nhưng mà rồi sau đó thì một cơn gió nó nó thổi tới và nó đẩy cái, cái chiếc tàu của của em đi ra xa. Bây giờ em thấy chiếc tàu mình Bây là mất chiếc tàu rồi cho nên là em mới à, nhìn quanh quất thì thấy có một cái người lớn đó, nói chú ơi, chú chú có có cách nào để làm sao mà lấy được cái chiếc tàu của con không nó bị trôi ra ngoài xa rồi thì cái ông này ông tới ông mới tìm một số những cái hòn đá ổng nhắm cái chiếc tàu đóng luyện thằng nhỏ quảng hồn đã, đã, đã trôi cái đó Rồi bây giờ ông này sao ác giữ luyện cho chìm tàu của mình nhưng mà khi em, em hoảng lên như vậy thì nó, con cứ bình tĩnh Đấy thì ông luyện đá ông luyện ra bên xa hơn đối với cái chiếc tàu đó và nó tạo thành một cái cơn sóng và ông cứ luyện những cái viên đá đó như vậy thì những cái cơn sóng đó, nó đẩy cái chiếc cái chiếc tàu đó đi trở ngược vào trong bờ Kính thưa các bạn, chị em có nhiều khi trong cuộc sống của mình chúng ta thấy dường như mình mất một cái gì đó. Dường như nó đang xa mình đó. Dường như nó là một cái tai họa gì đó nó xảy đến cho mình, gây thiệt hại cho mình. Một cái nghịch cảnh, một cái nan đề mà có lẽ, có vẻ như là nó sẽ gây nên những cái điều hủy phá hay là mất mát gì đó trong đời sống của mình. Rồi bây giờ Chúa thì dường như ngày sao mà ngày không kéo nó vô liền đi. Ngài còn liền mấy viên đá xuống nữa. Cứ tiếp tục có những viên đá rớt xuống, rớt xuống. Chúng ta thấy dường như cái vấn đề nó nghiêm trọng hơn. Nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thấy được rằng đó. Đức Chúa Trời Ngài có những cái ý định khi Ngài cho phép bất kỳ một điều gì đó xảy ra trong đời sống của chúng ta. Không có ngẫu nhiên. Ngay cả cái sự sửa phạt của Đức Chúa Trời cũng không có ngẫu nhiên nữa. Và nếu như chúng ta đã biết nhìn xem Chúa để trông cậy ở nơi Ngài, thì cũng không có nghĩa là sẽ không còn có những cái vấn đề bất thường nó xảy ra nữa. Hãy có một cái nhìn của Đức Tin để thấy được rằng quyền tể trị của Đức Chúa Trời kiểm soát tất cả mọi sự và Ngài đang vận hành không có cái gì ngẫu nhiên cả. Điều mà chúng ta tưởng nó là tai họa thì thật ra nó lại là một cái phước hạnh ẩn giấu phía sau. Miễn là chúng ta nhìn biết Đức Chúa Trời mà thôi. Và chúng ta cũng phải nhớ rằng Đức Chúa Trời ngài yêu thương chúng ta. Cho nên ngài biết là cái mức độ nào đó để ngài có thể đối xử với chúng ta khi ngài cho phép một cái điều gì đó xảy ra. Ngài cho nó đụng vào đời sống của chúng ta thì tất cả đều Bởi vì Đức Chúa Trời có tình yêu thương Ngài yêu chúng ta Ngài yêu chúng ta đến nỗi mà đang khi chúng ta còn là kẻ có tội Thì Ngài đã vì chúng ta chịu chết mà Huống hồ gì ngày hôm nay chúng ta là con cái của Chúa rồi Ngài đếm mỗi sự tóc trên đầu chúng ta mà Không có bởi ý Ngài không có sợi nào cũng xuống Ngài đựng nước mắt chúng ta trong ve Ngài chia ra làm nhiều cái lọ khác nhau Nhiều màu nữa Tùy theo nước mắt chúng ta đổ xuống vì lý do gì cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta học biết tin cậy vào chính mình Chúa ở trong tất cả mọi điều xảy đến ở trong cuộc sống của mình. Và Chúa biết, cho nên chúng ta thấy như ở trong thơ Cô Tô thứ nhất đoạn 10 á, ghi lại cho chúng ta rằng đó các sự cám dỗ mà một cái ý nghĩa khác là các sự thử thách xảy đến ở trong đời sống của chúng ta chẳng có sự nào là quá sức của loài người. Nhưng mà Đức Chúa Trời ngài kiểm soát tất cả những điều đó ngài biết được cho nên ngài không để cho bất cứ một điều gì quá sức của chúng ta. Và ngài cũng sẽ giải thoát chúng ta ra khỏi. Đó là lời của Chúa đã phán hứa với chúng ta. Người ta kể lại trong một cái vụ tai nạn về xe lửa xảy ra. Và khi những cái toán cấp cứu họ đến để cứu những nạn nhân thì họ tìm thấy một cái người mẹ đã chết rồi và khi kéo xác à, của người mẹ ra đó lật ra thì mới thấy rằng à, bà đã ôm lấy cái đứa con của mình trong khi bao nhiêu những cái thứ khác nó dồn và nó làm giết chết cái người mẹ nhưng mà cái đứa con nhỏ ở trong lòng của bà đó thì được sống và khi người ta à, tìm cách để khám nó coi nó có bị thương tích hay là bị cái gì hay không đó thì khi mà người ta nhìn thấy đứa trẻ nó cũng nhìn mấy người đó thì trên tay nó cầm một cái viên kẹo và nó nhãn miệng cười. Nhưng mà khi người ta bắt đầu muốn khám thân thể của nó, người ta mới lấy cái viên kẹo đó ra thì nó khóc thét lên. Cái đứa trẻ đó ở trong cái tuổi nhỏ bé của nó như vậy đó thì nó chưa có thấy được rằng nó đã mất cái người mẹ của nó. Đã hy sinh để cho nó sống nó vẫn có thể cười được ở trên cái thân xác của người mẹ của nó và nó chỉ khóc nó chỉ tiếc nuối có một cái viên kẹo thôi ở cái mức của đứa trẻ đó đức chúa trời không làm cho nó đủ một cái nhận thức nào đó để mà nó có thể chịu nổi nếu như nó nhận biết mẹ nó chết vì nó trong cái cái tâm trí cái khối óc của một cái đứa trẻ như vậy thì nó không đủ sức để mà nó chịu nổi nếu mà nó hiểu ra nhưng mà khi nó lớn lên rồi, nó sẽ khóc mỗi khi nó nhớ đến cái sự kiện đó. Và quý anh chị em có nghĩ rằng khi nó đã lớn lên thì nó có khóc vì mất viên kẹo không? Không. Cho nên chúng ta cũng phải nhớ rằng tùy theo cái mức độ của đức tin chúng ta. Đức Chúa Trời biết và Ngài không bao giờ để cho sự thử thách nào quá sức chịu đựng của con người. Trong mọi sự thử thách đó, Ngài sẽ mở đường cho chúng ta ra khỏi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta tin cậy vào Ngài. Dù điều gì xảy ra Đức Chúa Trời có mục đích. Và hỏi quý bạn chị em, chúng ta phải nhớ, phải nhớ cái cái nguồn gốc của mình để rồi chúng ta biết được cái vị thế của chúng ta trong mối tương quan với Đức Chúa Trời và trong chương trình của Đức Chúa Trời là gì. Phải nhớ cái điều đó thì chúng ta mới có thể biết cách nào để mà chúng ta sống trong hiện tại một cách phải lẽ và đúng đắn thứ nhì là chúng ta xác định được tương lai của chúng ta hướng về cái viễn đích nào chúng ta không có phải ở trong một tình trạng giống như là ở ngã ba đường bây giờ chúng ta bối rối không biết tại sao chuyện này chuyện kia hoàn cảnh này hoàn cảnh nọ sự việc khác gì đó nó xảy đến trong cuộc sống của mình làm cho mình bối rối quá rồi mình mất phương hướng không biết là cuộc đời của tôi sẽ đi về đâu Nếu có lúc nào mà chúng ta chưa xác định được điều đó Chúng ta cảm thấy dường như mình bối rối và bất an trong những điều hiện tại Hãy nhìn trở lại, hãy nhớ lại Điều đó quan trọng lắm Để chúng ta biết rằng cái vị trí của chúng ta Cái địa vị của chúng ta trong mối tương quan với Đức Chúa Trời Đấng chủ tể của buôn vật Muôn vật này đã được tạo dựng nên có các chủ đích. Một cái tế bào trong cơ thể của chúng ta đi nữa. Nó đều được tạo thành một cách có chủ đích. Cho nên chúng ta xin Chúa giúp cho mình để chúng ta nhớ lại. Thì chúng ta sẽ nhận biết được. Nếu có những điều gì đó giữa vợ chồng mà nó có những cái cơm không lành, canh không ngọt. Anh như con chó, em như con mèo, hai con cắn nhau. Thì nếu mà có lúc nào có không ạ à. rồi bây giờ chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta không có nhận biết được cái khởi thủy cái nguồn gốc ban đầu của mình do đâu mà chúng ta đã có vợ có chồng trong cuộc hôn nhân này hồi đó là thôi mình nhiều khi là đứng đợi nàng mấy tiếng hồ dưới mưa trong cái giờ hẹn đúng không phải đeo đuổi biết nhiêu năm tháng rồi mới được chứ đâu phải chuyện chởn đâu rồi cái bây giờ mới sơ sơ đụng đụng bài chuyện cái bắt đầu thôi lý dị đi lý dị đi nếu có lúc nào đó mà chúng ta có những cái vấn đề căng thẳng hãy nhớ lại hãy nhớ lại cái khởi thủy của cái cuộc hôn nhân của mình là gì nó có một cái nền tảng ra sao chúng ta đã hứa nguyện gì với nhau không có một cái hoàn cảnh, không có một cái chuyện gì có thể phân rẽ chúng ta ra được, thấy không? thuận cảnh hay nghịch cảnh, dù giàu hay nghèo, dù mạnh khỏe hay đau yếu, cũng không bao giờ lìa khỏi cái người đó. Cho đến khi nào? Không phải là cho đến khi nào mình mình gây lộn với nhau đâu có. Cho đến chết. Chúng ta phải nhớ lại điều đó. Thì lúc bấy giờ chúng ta biết cách mình phải xử sự với nhau Như thế nào khi những điều đó xảy ra Chúng ta là những anh chị em ở trong Chúa Do đâu mà chúng ta có anh chị em của mình ở đây Chúng ta sẽ còn sống với nhau đến cõi đời đời đó Chứ không phải tạm thời vậy đâu Ai kết hiệp chúng ta lại có phải mục sư không Chúa là đấng kéo chúng ta đến với Chúa và kéo chúng ta đến với nhau và là chúng ta là chi những chi thể trong thân thể của đấng Christ. Cho nên nếu mà chúng ta nhớ lại cái nguồn gốc đó thì có những lúc có va chạm không? Có khi nhiều khi buồn phiền với anh chị em của mình không? Có không? Có chứ cũng đụng chạm. Đi con đường hẹp vác thập tự giá, thôi cái này cũng cả, quẹt, đúng cứ chuyện. Nhưng mà đâu phải là tại vì hỏi có cái chuyện gì đó nó hơi buồn phiền, thôi thôi, nghỉ chơi, thôi bye bye. Cho nên chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Trời cho phép những điều đó xảy ra để làm gì? Để Ngài rèn luyện cho đời sống đức tin của chúng ta và tạo thành những cái mỹ đức ở trong đời sống của chúng ta đó. Những cái phẩm hạnh trong đời sống của chúng ta đó. Làm sao chúng ta có thể tha thứ được nếu như chúng ta không có những cái điều buồn phiền. Có những cái điều mà chúng ta giận hờn chẳng hạn. Làm sao chúng ta có thể được Chúa giúp cho mình được hình thành cái phẩm hạnh là có thể sống một đời sống bao dung, không phải vị tha nha. Hôm nay mình về chung cái từ đó luôn. Vị tha là vì tha nhân, tức là vì người khác. Khác biệt với vị kỷ là vì mình. Ít kỷ rồi đó. Cho nên cái chữ vị tha đó là chúng ta sống vì người khác. Về lợi ích của người khác. Coi người khác như tôn trọng hơn mình. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rằng đó. Để có được điều đó, thì không phải là chúng ta đều đi trong con đường êm ấm dễ dàng. Thì nó sẽ có những cái điều mà nó có thể gây mâu thuẫn nó có thể gây những cái va chạm gây những cái tổn thương nữa nhưng mà phải nhớ lại chúng ta do đâu mà chúng ta có được cái điều này cái nguồn gốc của nó là ở đâu và mục đích của nó là gì cho nên xin chúa cho chúng ta để chúng ta có thể thấy được tất cả những điều này bởi quý bạn chị em chúng ta còn được một cái sự hỗ trợ bởi quyền năng của chúa hồi nãy chúng ta đã nói đến câu chuyện của Chúa đã làm phép lạ để rút dân Israel ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập rồi Ngài đã mở cái con đường băng ngang qua biển đỏ rồi dẫn họ đi suốt cả uh, trong cái cuộc hành trình qua đồng vắng, qua sa mạc nữa. Dù họ vô tín nhưng mà sự thành tín của Đức Chúa Trời vẫn tỏ ra trên họ trong suốt 40 năm. Để rồi cuối cùng mục đích của Ngài giải cứu họ ra khỏi Ai Cập là để đưa họ vào đất hứa. Nếu chúng ta không có nhớ được điều này á thì chúng ta nhiều khi không có thấy được cái giá quá lớn lao mà Chúa đã đã trả để làm gì? Để rút chúng ta ra khỏi nhà nô lệ và để đưa chúng ta đến một xứ đượm sữa và mật. Chúa đã rút chúng ta ra khỏi tội lỗi và thế gian này nó là hư không. Nó là những cái điều trói buộc chúng ta và nó khiến cho chúng ta bị những cái điều tạm thời thu hút trói buộc đến nỗi chúng ta mất đi những cái giá trị đời đời và Chúa đã trả một giá đắt để hút chúng ta ra khỏi điều đó nhưng mà chúng ta thấy giống như dân Israel vậy không có thấy được đất hứa làm cái chuẩn đích của Đức Chúa trời trong cái sự cứu chuộc cho nên họ cứ hoài cổ cái nhớ lại ai cập không à yêu mến ai cập nhớ này gì đâu cũ kiệu rồi dưa hành nữa mà không có biết là sứ đụng sữa và mật ăn ba cái thứ gì đâu không đồ bỏ dành cho nô lệ mà không có thấy được một cái sứ đường sữa và mặt mà Chúa dự bị để ban cho họ. Tại sao ngày hôm nay vẫn còn có những người là con cái của Đức Chúa Trời thôi nhưng mà họ vẫn sống tội lỗi. Họ vẫn cứ chìm đắm yêu mến trong thế gian. Thật ra là họ đã quên đi cái quá khứ, cái lịch sử của mình. Và cái giá mà Chúa đã trả trong cái lịch sử đó để ban cho mình một địa vị mới và một cái chuẩn đích mới trong cuộc đời của mình. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để chúng ta có thể thấy được điều này và phải nhớ và tin cậy và quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời trong tất cả mọi sự. Quý anh chị em, nhiều khi chúng ta đó có cái nhìn nó thiếu đức tin đó, thì chúng ta dễ có một cái nhìn thiển cận lắm. Chúng ta chỉ thấy những cái hiện tượng nó xảy ra ở bề mặt của nó. Và chúng ta không có thấy được có những cái chuẩn đích sâu xa của Đức Chúa Trời. Cho nên đó là những cái điều mà nó có thể làm cho chúng ta bất an, nó làm chúng ta sợ hãi. Nó làm chúng ta bị vấp phạm trong những cái điều xảy đến trong cuộc sống của mình. Nhưng mà chúng ta nhớ Đức Chúa Trời đã bảo đảm, Ngài đã hứa với chúng ta rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời mà. À, có một lần kia đó thì à, có một cái cuộc triển lãm về rất là nhiều những cái vật rất là quý báu thì à, trong cái khu triển lãm đó thì à, có một cái người hướng dẫn cho quan khách và họ được dẫn tới ở trong một cái à, một cái khánh phòng trong đó thì đương nhiên là trưng bày rất là nhiều những cái vật quý mà khi đưa vào trong một cái phòng kia đó thì nó tối tắt đèn và cái người hướng dẫn nó cầm cái đèn pin để hướng dẫn cho cái đoàn du khách này và khi đi vào trong đó thì mới chiếu lên à, ở trên họ thấy ở, ở đó nó có một cái cái một cái tấm một cái gì đó mà nó sần sùi lắm và cái ánh đèn pin nó nó chiếu vào trong từng chỗ thì họ nhìn thấy đấy, chỗ này nó là một cái gì đó hối nùi à rồi nó cũng có những cái màu sắc mà không có cái hình thù gì hình dạng gì màu sắc dường như nó không có cái gì ăn với cái gì không có trả ra cái hình thể gì cả thì ông chiếu chỗ này ông chiếu chỗ kia ông chiếu chỗ nọ là mấy người này họ không thắc mắc ủa cái này nó là cái gì sao tôi thấy đâu có gì đâu đẹp nó có giá trị gì đâu Nên là quý vị hãy kiên nhẫn sau đó rồi đó thì ông ta mới đưa những người đó đi qua phía bên kia tức là đi qua phía bên kia của những cái gì mà họ đã được nhìn xem đó Thì lúc bấy giờ mới bật đèn sáng lên hết Thì họ mới nhìn thấy đó là một cái bức tranh lớn được theo Với những cái hình ảnh thật là tuyệt vời nếu chúng ta nhìn ở cái mặt trái của nó đó thì chúng ta thấy dường như nó không có ra gì hết trơn á. Và chúng ta nhìn ở trong từng cái khoảnh như vậy, nó, ủa này sao nó vô nghĩa quá. Nhưng mà nếu mà chúng ta được nhìn trong cái ánh sáng và trong cái nhìn của cái tổng thể chứ không phải cái nhìn giống như là chút 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 mà kết hiệp toàn vẹn những cái điều đó trong cái tổng thể của nó và trong cái ánh sáng đó, thì lúc bấy giờ nó là một cái bức tranh tuyệt mỹ. Có một uh, vị giáo sư thần học là ông James McQuay thì ông... Uh, là cựu hiệu trưởng của học viện Moody đi rất là nổi tiếng ở chicago thì một lần kia ông mắc phải một cái cơn bệnh rất là hiểm nghèo chà, nhiều người trong chúng ta ở đây cũng như tôi vừa mới trải qua một cái chứng bệnh được coi như là hiểm nghèo của thế kỷ phải không ạ nhưng mà sau đó thì ông đã được chữa lành và vị bác sĩ mới nói với ông rằng đó là bây giờ ông cũng cần phải có một cái giai đoạn của cái sự hồi sức cho nên ông có thể đi đến một cái nơi nào đó để ông nghỉ dưỡng. Và được khuyên là ông nên đi đến một cái chỗ nào đó, ví dụ như bờ biển hay là ở đâu đó, vùng đồng quê hay là cái gì đó. Cho nó thư giãn, cho nó thanh thản đại khái là như vậy. Và đó là cái điều cần cho ông. Thì ông theo lời khuyên của bác sĩ thì ông mới mua vé tàu để mà ông đi đến một cái nơi mà ông đã định. Và cái ngày mà ông đi ra, ngoài đó, chuẩn bị đi ra, tàu để đi đó, thì nó lại có một cái chứng đau gì nó bất thường nó xảy ra trong 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 người của ông và khiến cho ông lại phải trở vô bệnh viện và phải nằm ở trong đó trong mấy ngày thì ông mục sư nha ông cảm thấy sao kỳ quá sao chúa vừa mới chữa con được lành rồi bây giờ con chuẩn bị đi nghỉ dưỡng vậy rồi gặp cái trở ngại như thế này ông cũng thắc mắc lắm ông cũng buồn về cái chuyện đó vì đã mua vé để chuẩn bị hết trơn rồi nhưng mà sau khi ông đã được lành bệnh rồi ông trở về nhà Mấy ngày sau ông mới muốn đi ra mua một cái tờ báo Và ở trong cái trang nhất ghi lại cho ông Về một cái chiếc tàu mà vừa đó tàu nó chạy bằng hơi nước Thì cái chiếc tàu đó Cái tin tức đó cho biết rằng Là trong cái đêm Nó đi đến ở tại một cái Dòng cái khúc sông đó Thì nó đã va phải đá ngầm Ở tại cái bến cảng St. John Và nó bị chìm đắm Tất cả hành khách ở trên chiếc tàu đó đều chết hết. Và đó ông đọc cái tên của chiếc tàu đó thì ông mới thấy được rằng nó là chiếc tàu mà lẽ ra ông sẽ đi. Kính thưa quý bạn chị em. Nhiều khi chúng ta nhìn trong cái nhìn mà thiển cận, chúng ta không có thấy được hết cái chương trình của Đức Chúa Trời. Nhưng mà rồi chúng ta sẽ biết rằng trong cái dòng thời gian kéo dài hơn, mở rộng hơn lúc bấy giờ chúng ta có thể thấy được tại sao đức chúa trời cho phép một điều gì đó xảy đến trong cuộc sống của mình hẳn nhiên không phải lúc nào trên đất này chúng ta đều có thể thấy được hết tất cả mọi cái mục đích cuối cùng đó đâu của mọi sự việc đâu có khi chúa cho chúng ta thấy mà có khi chúng ta không thấy mà chúng ta chỉ có thể thấy khi chúng ta về với chúa thôi tôi tin rằng một ngày kia khi mỗi chúng ta được vào ở trong nước đời đời của chúa Chúng ta sẽ được Chúa cho diễn lại, xem lại về tất cả những cái điều nó đã từng xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, trong chương trình của Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng lúc bấy giờ chúng ta sẽ nức lòng để mà cảm tạ và ca ngợi Đức Chúa Trời. Nhưng mà điều tốt hơn là chúng ta phải làm điều đó ngay bây giờ bởi đức tin của chúng ta vào Đức Chúa Trời. Chúng ta đứng lên đến với Chúa trong sự cầu nguyện. mỗi người chúng ta hãy cầu nguyện theo lời của Chúa dạy chúng ta, hãy nhìn xem Chúa, nghe là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Hãy luôn nhớ đến cái nguồn cội của chúng ta để khiến cho chúng ta không phải sẽ trở thành nữ hoàng nước Anh, một vị vua trong đời này đâu mà chúng ta sẽ trở thành những người được đồng cai trị với Chúa ngay cả trong cội đời đời. Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta học biết nhìn xem Ngài. Ngửa trong nơi Ngài trong mọi sự. Là Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài vì chúng con như một con tàu lên đên và chúng ta con có thể Chúa ơi cảm thấy bị trao đảo ở giữa những dòng nước, giữa những cơn sóng cuồng. Nhưng chúng con tin rằng Chúa đang nhìn xem như Ngài đã nhìn xem các môn đồ vượt qua bão biển ở giữa đêm đen. Và Ngài không phải chỉ nhìn xem nhưng mà Ngài còn đến nữa. Mà một khi Chúa đã sai phái họ đi qua bờ bên kia thì Ngài có mục đích của Ngài. Và Ngài bảo đảm rằng họ sẽ đi được đến nơi chốn bình an. Và Ngài đã làm điều đó ngay cả trong khi các môn đồ vô tín đối với Ngài nữa. Xin tha thứ cho sự vô tín của chúng con. Vì nhiều khi chúng con, Chúa ơi, chưa học biết cảm tạ Đức Chúa Trời trong mọi sự, ngợi khen Đức Chúa Trời trong mọi sự. Và Đức Chúa Trời Ngài là Đấng có từng ý định của Ngài, và điều mà Ngài đã định thì Ngài sẽ làm cho trọn. Cho nên chúng con tin rằng Chúa ơi, Chúa là Đấng đã khởi làm việc lành trong mỗi cuộc đời chúng con khi Ngài trả một giá đắt để cứu chuộc chúng con trở về cho mục đích vinh hiển của chính Ngài. Thì Ngài là đấng sẽ làm trọn cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên chúng con tin cậy Ngài để phó thác đời sống của chúng con. Vì biết mình tin đấng nào và chắc rằng đấng ấy có quyền phép để giữ sự mà chúng con đã phó thác cho đến ngày đó. Xin chúc ban ơn của Ngài để giúp cho mọi người trong chúng con. Giữa một cái thế giới đầy những cái biến loạn hỗn loạn này. Nhiều người đang bối rối, nhiều người đang lầm lạc, nhiều người đang sụp đổ, nhiều người đang vấp phạm, nhiều người đang lo âu. Lạy Chúa xin Ngài giúp cho chúng con tin cậy nơi chính mình Chúa. Nơi nào mà chúng con được Chúa đặt để nơi đó là gô sen cho chúng con. Ở giữa những tai vạ đổ xuống ở trên cái thế giới tội ác này. Và Chúa ơi cho dù chúng con đối diện với biển đỏ tưởng chừng như là tuyệt vọng và bế tắc đối với con người. Nhưng mà tại đó có một con đường của Đức Chúa Trời. Con đường trong nơi thánh. Mà chỉ bởi Đức Tin bước vào trong nơi thánh chúng con sẽ thấy được đường lối của Chúa và con đường của Ngài trong nơi nước sâu. Và Chúa ơi cũng chính tại ở nơi đó Ngài sẽ chặn đứng. Ngài sẽ hủy phá tất cả những cái quyền lực nào đang muốn làm tổn hại đến đời sống của chúng con. Vì Chúa là đấng bảo đảm rằng nó không thể đụng đến, nó không thể làm tổn hại mà ngược lại bởi ân điển Ngài, bởi sự quan phòng Ngài, bởi sự vận hành của chính mình Ngài. Ngài sẽ hiệp mọi sự làm ích cho đời sống của chúng con cầu xin chúa ngài giúp cho chúng con nhận biết điều đó để chúng con biết mình phải sống như thế nào một cách đúng đắn trong từng hoàn cảnh và mỗi sự việc mà chúa cho phép xảy đến trong đời sống của chúng con và chúng con có một viễn đích đúng đắn vì ngài có một cái mục đích đầy vinh hiển cho đời sống của chúng con để chúng con làm một cái chuẩn mực và xác định chúng con con đường thẳng mà chúng con nhìn xem chúa để chúng con bước đi vì chúa ban phước của ngài qua lời của ngài ghi khắc ở trong mỗi đời sống chúng con và khi có cần bất cứ lúc nào xin chúa ngài giúp chúng con bắt lấy từng cái điều tốt lành phước hạnh mà chúa muốn đem đến cho đời sống chúng con nhưng ngược lại ngay cả trong nghịch cảnh đi nữa thì chúa ơi xin ngài cũng cho chúng con biết có thể có những viên đá dường như nó rơi xuống chung quanh chúng con đó có vẻ như đe dọa đó nhưng mà đức chúa trời ngài có ý định của chúa trong quyền tể trị của ngài Xin Chúa ban ơn của Ngài để giúp cho mỗi đời sống chúng con vững chắc trong suốt linh trình chúng con bước đi theo Chúa và thấy được sự vinh hiển tốt lành của Ngài trên đời sống của chúng con trong mọi sự. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ.